Chào mừng các bạn trở lại với kênh Alilumin. Chúng ta đến với video tiếp theo. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn vẽ symbol SK. Nào, chúng ta cùng bắt đầu đến với symbol nhé. Chúng ta sẽ vẽ 3/4 đường tròn. Bạn có thể vẽ dùng dụng cụ và compa hoặc sẽ vẽ tròn hơn ạ. Tôi vẽ bằng tay nên không tròn. Chào. Thank you.
cao. Tôi vừa hướng dẫn xong các bạn vẽ symbol escape. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.